bao ngày còn thương còn nhớ, dẫu biết rằng mình bạn mình hờ. Người đi một nửa hồn tôi mất, nửa dài khờ lay lấn buồn yêu. Qua chúng cũ nghe lòng thương nhiều, ai nào có hiểu chuyện tình xưa có nhau mà nay sao dở dang. Bây giờ lỡ rồi đường chia hai lối, một mình ôm nỗi buồn. Đến nơi hẻo lánh của tại hạ đây. Không phải là gió mà là cơn bão cấp 6 lận. Chà, có bộ phong trần dữ lắm rồi đó nghe. Định làm giàu bỏ lúc cửa hàng phải vậy không? Làm giàu cái nỗi gì với mấy liếp rau bỏ túi này. Vào nhà đi. Đi hồi nào mà giờ này mới tới vậy? Không có giờ giấc gì hết á. Nè, xuống đây định cư với anh luôn á được không? Bộ anh nói Tiểu Lâm với tôi đó hả? Ở thì ở biệt thự, vợ đẹp con ngoan, bỏ cho ai? Cho ai tôi cũng không biết nữa. Nè, hỏi thiệt nghe, anh với Thảo Thanh giận hờn rồi phải không? Không phải giận hờn, mà không thể sống được với nhau nữa. Ủa, sao lại nguy kịch đến thế? Mọi sự việc tôi sẽ cho anh biết sau. Bây giờ nè, anh có chấp nhận cho tôi ở lại đây không? Nếu không thôi tôi đi về. Kìa Trí, sao lại nói vậy? Mình dù sao cũng là bạn bè từ thuở nhỏ kia mà. Vậy là chấp nhận cho tôi ở lại đây là phải không? Không phải chấp nhận mà là mời nữa. Vết thương lòng, vết thương ngoài giá, vết thương nào cũng rớm máu. Từ đây anh và em đã vĩnh viễn chia tay. Thảo Thanh ơi, anh ân hận vì chính tay anh đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Không biết nghi nâng niu giờ dành, đã bớt chết một mối tình. Trong trắng thanh cao
ơi, tôi không biết phải làm sao. Vàng đỉnh liệu cách nào, không nỡ nhìn anh sống gian lao. Với tôi mà anh vẫn không ai mong, mãi nghe vô kinh chuyện qua rồi, làm tôi xúc động bồi hồi. Có lẽ là anh chẳng tin tôi. Dòng nước đã cuốn trôi tình thương tôi ấp ủ trọn đời. Dù vật đổi sao dời, ân hận này còn mãi trong tôi. Anh Trí đừng có uống nữa. Thật tình là tôi không hiểu nổi. Có chuyện gì khó khăn thì anh cũng phải nói cho tôi biết chứ. Nếu kéo dài tình trạng này, tôi sẽ đi cho Thảo Thanh hay đó. Đừng, tôi gian anh mà. Đừng cho Thảo Thanh biết tôi ở đây. Nếu anh báo tin thì tôi sẽ rời khỏi đây tức khắc đó. Chứ không lẽ tôi để anh chết lần chết mòn vì con sâu rượu hả? Tôi chỉ uống vào lúc rỗi rảnh, chứ tôi đâu có uống trong giờ làm việc đâu. Anh thấy đó, mẫu cả anh giao cho tôi vẫn chăm sóc chu đáo, đâu có bỏ bê giờ phút nào đâu. Vậy mà anh cũng cấm đoán tôi cái nỗi gì không biết nữa. Làm sao mà tôi dám cấm đoán anh? Vì tôi thấy ban ngày anh làm việc như điên vậy, không một giờ ngơi nghỉ, tối lại uống rượu gần tới sáng. Tôi độ chừng kéo dài cái tình trạng nhậu này chừng tháng nữa anh ngã quỵ rồi tôi đem chôn anh luôn. Ngã hay không thì cũng vậy. Không, tôi không đồng ý cho anh uống nữa đó. Nếu không có rượu còn xảy ra những điều thê thảm hơn nữa. Anh biết không, tôi sợ những lúc buồn trống vắng, anh biết không? Biết vậy sao tôi mời anh vô nhà tôi, anh lại không chịu. Ở cái chòi này rồi sợ trống vắng cô đơn. Vào nhà? Không, tôi không vào nhà đâu. Đã là bạn bè với nhau, kể từ bây giờ anh không được giấu tôi nữa, mà hãy thuật rõ đầu đuôi cớ sự nghe ra sao. Vì sao mà anh ra nông nổi như vậy? Hãy phơi bày ra những gì chất chứa tiền lòng anh, vơi bớt nỗi đau thương. Nào sự nghiệp ra làm sao? Không có gì ngoài chuyện thôi nhau. Đã chấp nhận rồi sau lận đận lao đao, vậy thì phải dương lên làm lại cuộc đời. Tội tình gì mà phải hủy hoại thân danh? Trời ơi, trời ơi tôi. Không ngờ anh bị lụy như con gái vậy. Thôi cứ khóc đi, khóc cho nhẹ nỗi lòng rồi kể cho tôi nghe. Kể đi chứ. Khanh ơi, có lẽ trên cõi đời này không còn ai khốn nạn hơn tôi. Muốn chết đi cho rằng nợ đời, vì bao lỗi lầm gây ra làm cho tan cửa nát nhà. Kể lại với bao nỗi buồn xót xa trong những ngày trôi qua, tôi đã mưu sát vợ nhà để cùng nhận tình hưởng thú trăng hoa. Trời ơi tôi thật không ngờ bây giờ Thảo Thanh ra sao. Thảo Thanh đi vẫn an lành, vẫn không một lời tố cáo tôi. Với lòng vị tha vô cùng độ lượng, nhưng cũng không còn câu nghĩa vợ tình chồng. Toàn lương tâm còn mang mãi trong lòng, biết đến bao giờ mới trả xong. Rồi anh mưu sát bằng cách nào mà Thảo Thanh còn sống được? Tôi cho uống một liều thuốc mê. Ừ. Sau đó đem bỏ giữa đường trong đêm tối 30, dự định đổ lỗi cho tai nạn. Đúng ra thì hành động của anh thì tôi thấy nói chung quá tàn nhẫn rồi đó. Rồi sau đó? Sau đó tôi thực hiện đám cưới với một cô gái trẻ đẹp, vừa trao trọn cho tôi cuộc đời trinh trắng. Vì anh sợ Thảo Thanh cản trở việc cưới sinh phải không? Vì cha mẹ cô ấy thuộc nhà gia giáo anh à. Vậy là cả gia đình cô ấy bị anh lừa gạt rồi. Phải. Nhưng rồi sau đó tôi lại hối hận. Ừ.
ngỡ dòng đời trôi qua. Không ngờ Thảo Thanh xuất hiện giữa lúc tôi và cô gái kia đang nghĩa mặn tình nồng. Khi biết rõ được sự thật, cô ấy đã tủi thẹn xấu hổ bỏ đi không một lời từ giã, chỉ để lại một bức thư tạ lỗi, trả lại hạnh phúc cho Thảo Thanh. Tội nghiệp cô ấy quá. Khi biết Thảo Thanh còn sống trở lại thì tôi có hối hận và xin chuộc lại lỗi lầm. Nhưng Thảo Thanh nhất quyết đoạn tuyệt, dù lòng vẫn còn yêu tôi tha thiết. Vì có lẽ còn yêu anh nên cô ấy không nỡ tố cáo. Phải chi tôi chịu hình phạt tội tù mà còn đỡ hơn là Thảo Thanh trừng phạt tôi như thế này. Không biết đến bao giờ mới mãn án, có lẽ đến chết mới thôi. Nếu như tôi đi tìm Thảo Thanh mà nói rõ cái sự hối hận của anh thì sao? Đừng, đừng Khánh à, đừng khuấy động cuộc sống của mẹ con cô ấy. Nếu tôi đoán không lầm thì Thảo Thanh đã sanh được 3 tháng rồi. Anh bỏ đi lúc chị ấy chưa sanh à? Phải, khi tôi mua xác thì tôi không hay cô ấy đã có mang. Khi cô ấy trở về thì đã có mang được 6 tháng rồi. Thì ra anh lên đền mấy tháng nay rồi mới ghé tôi đây phải không? Phải. Thế mấy tháng nay công việc ở xưởng dệt ai chăm sóc? Theo tôi á, thì anh nên trở về với anh Trí à? Không bao giờ có ngày ấy, không bao giờ có ngày ấy được. Rồi sao? Tâm sự với anh để bây giờ anh đuổi tôi đó hả? Sao anh lại nói vậy? Bây giờ thì chắc anh lại dơi nhẹ nỗi lòng rồi phải không? Vào nhà đi, rồi anh em mình chung vui một bữa tiệc nha. Bữa nay không được từ chối nha. Thôi, được rồi, tôi đi với anh. Chị ba ơi, ra xem khách nào giùm em đi. Dạ. Xin lỗi, chú tìm ai? Dạ, tôi muốn cần gặp chị Thảo Thanh. Mời chú vào. Dạ, cảm ơn chị. Kìa, chị Thanh. Ý, anh Khánh. Dạ. Anh Khánh, mời anh ngồi. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ. Lúc này trông chị Thảo Thanh khác hồi xưa quá. Anh cũng vậy, mới có 6-7 năm không gặp mà tôi nhìn muốn không có ra. Hơi già phải không chị? Ở giường mà quằn quật với nắng mưa suốt ngày không già sao được. À, Thảo Thanh sanh rồi phải không? Con trai hay gái? Dạ, con trai. Ủa, mà sao anh biết? Trí đoán như thế. Trí nói Thảo Thanh chắc sanh được 3 tháng rồi. Anh Trí, anh Trí ở đâu? Anh đã gặp anh Trí. Anh Khánh ơi, anh đã gặp anh Trí của tôi ở đâu vậy? Anh Trí đang ở với tôi. Trời ơi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Anh Khánh ơi, tôi đã đi tìm anh Trí khắp mọi nơi, vẫn không tìm ra nơi ẩn nấu, kể cả tâm không thấy anh quay trở về. Kể đến ngày sanh tôi nằm một chỗ, không thể đi tìm anh cho đến ngày. Những ngày tháng qua tôi có hỏi chi thì Trí cùng im lìm, nên tôi không biết chỉ đi kiếm tìm. Ngày thì làm việc hăng say, đêm vùi đầu vào trong men rượu.
ở ruộng vườn, có đọc tờ báo nào mà biết chị nhắn tin. Trời ơi, không ngờ chồng tôi sống cô đau như vậy. Tôi khuyên chị nên trở lại gia đình, chị bảo về nhà làm chi khi chị đã giúp nghĩa tờ tình. Nỗi buồn phiền mãi say dùng vào men rượu để lãng quên. Tôi gạn hỏi nhiều lần vì thế cho nên, mới kể rõ lỗi lầm mà chi đã gây nên. Rồi chiều hôm qua đi lại ngã bình bất tình linh, vẫn dặn dò tôi đừng báo tin cho chị, nhưng miệng vẫn thì thào gọi mãi đến thảo thanh. Trời ơi, anh Khánh ơi, bệnh tình anh Trí hiện nay ra sao hả anh? Nặng lắm, bác sĩ nói anh Trí bị bệnh ung thư gan. Hả? Ung thư? Trời ơi! Chị Thanh, bình tĩnh lại chị Thanh. Tôi lén đến đây cho chị Thanh hay, với hy vọng chị mang anh Trí về Sài Gòn, với khoa học hiện đại sẽ kéo dài được sự sống cho anh Trí. Dừng, tôi sẽ thu xếp đi với anh ngay bây giờ. Anh Khánh ngồi chơi, tôi vào dặn chị Ba một ít việc rồi mình đi nghe anh. Dừng. Gia đình sự nghiệp như thế này, chỉ vì một phút si mê người tình mà làm dở nát. Chị ơi là chị, anh đúng là quá ngu. Anh Khánh, tất cả đã xong rồi, ta đi nha anh Khánh. Dân, đi càng sớm càng tốt chị à. Dạ. Trì, anh Trì. Có phải là em đó không? Chính em đây, Thảo Thanh của anh đây. Đừng giận em nghe Trí, em không ngờ anh tiền tụy như vậy. Anh có sao đâu, em đừng khóc, anh sẽ bình phục mà. Em sanh rồi phải không? Con trai anh à, em đặt tên con là Vinh. Anh cảm ơn em. Anh Trí, em xuống đây là để rước anh về. Về nhà? Dạ. Không, không. Sao vậy anh? Vì tội lỗi. Tội lỗi nó dày vò trong tâm anh và sẽ ám anh suốt đời anh. Làm sao tìm lại hạnh phúc của gia đình, mặc dù em đã tha thứ cho anh. Nhưng em hứa là không nhắc gì đến chuyện đã qua. Em đã thứ tha, nhưng anh không thể tha thứ. Trời ơi, cái tội lỗi không thể có ở trên đời. Em tin rằng từ đây hạnh phúc của mình sẽ thấm đường hơn thêm. Ngoài tình yêu em còn tình thương của con thơ. Anh đừng
tớ tí mặc cảm mà làm khổ cả ba. Thảo Thanh đã nói như vậy rồi, anh còn mặc cảm gì nữa anh Trí? Thảo Thanh, em Trí, anh Trí. Như vậy đó phải được không? Thảo Thanh à, tôi tin rằng sự rộng lượng của Thanh sẽ là nụ cười hàn gắn mảnh hương dở nát, mà cũng là phương thuốc hữu hiệu để cho Trí được qua cái cơn bệnh hiểm nghèo này. Khánh ơi, tôi có lời cảm đội ơn anh. Ơn nghĩa gì không biết nè. Thôi, hai bạn ở đây tâm sự, để tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, để cả hai về cho sớm. Cảm ơn anh. Con ngủ rồi hả em? Dạ, nó mới vừa ngủ. Còn dì ba đâu? Dì ba đi chợ rồi. Nè, lại đây nói này cho nghe nè. Dì về anh. Con nó cười kìa. Đâu? Thấy hôn. À, nè, đừng có cười ba nghe. Không có cho anh hôn nữa đâu. À, vậy là để dành cho anh Trí nào đó phải không? Nè, anh Trí đó ghê lắm đó nghe. Ghê hả? Em cũng không có sợ. Gan hả? Nè, dỗ được cái má ra đi. Đừng khúc hồn. Nè, coi chừng đó. Coi chừng anh cho thêm một chú nhóc nữa đó nha. Không dám đâu à. Thanh à, dạ. Được hạnh phúc bên em và con như thế này, dầu có chết anh cũng vui. Anh đừng có nói bậy. Anh tiếc là đã bỏ đi một thời gian, tính ra cũng gần cả năm dài. Trí à, những gì đã qua đừng nên nhắc lại, mình phải nên sống cho thực tại. Anh sẽ mãi mãi ở bên em và đứa con yêu xinh xắn mượt mà. Anh sẽ đắp bù sau một thời gian dài xa vắng, xóa nét tham sầu ưu tư cay đắng. Trong những tháng ngày một mình em gội mưa đổi nắng,
phải đến xưởng rồi. Anh trông chừng con giùm em một chút nha. Lát nữa nói dì ba nhớ khuấy sữa cho con nghe anh. Anh thay dì ba khuấy sữa cũng được vậy. Nè, xong việc về liền, kẻo con nó nhớ em đó. Con nhớ hay là anh nhớ đây à? Nghĩ lại, anh thương em nhiều quá Thảo Thanh ơi. Dù có phải bù đắp hết quãng đời còn lại của anh vẫn chưa đủ chuộc lại lỗi lầm của anh. Sao con, sao con? Ồ, cát sữa hả? Nè, bú sữa nghe. Giỏi quá. Để ba đọc chuyện cho con nghe, con ngủ nghe. Ủa, sách vở Thảo Thanh để đâu hết rồi Nguyễn nè? Ủa, quyển gì đây? À, nhật ký. Để xem vợ mình viết gì trong này đây. Trí ơi, sau khi anh bỏ đi rồi, em thấy căn nhà này cô đơn lạnh lẽo. Một dần trên năm bảy chín mười thương, giờ biết anh đâu tìm anh đâu cho đỡ nhớ vơi sâu. Dù sao anh vẫn là mối tình đầu, bây giờ em mới hiểu ra chỉ vì phút si mê thầm ôm hận ra đi. Chính em cũng đã nhất quyết chia ly, nhưng khi vắng anh rồi em nghe lòng rạn nứt. Nhìn giọt mưa khuya mà lòng thổn thức, nỗi ân hận dây lớn như biển ngập sóng tràn. Vậy mà anh nào hay biết, cứ ngỡ em thuộc về anh. Nhờ quyển nhật ký này anh hiểu rõ lòng em hơn. Tìm anh như tìm cánh chim tung trời, xa xôi góc miền xa phương trời, biết anh nơi nào. Rồi khi gặp nhau em đau xót, khi nhìn thấy anh nước mắt trào dâng đang nhói đau trong buồn tim. Nỗi đau trong đời của đau một lần thương nhớ một nỗi trong chờ. Anh dây nợ tình thì anh phải trả, trả mãi trả hoài cho đến khi nào nhắm mắt. Vì nợ đó vô hình không có chủ, nhưng trước mặt vẫn chập chờn xéo gọi đòi anh. Rồi kế tiếp những ngày săn sóc anh, em cảm thấy cõi lòng vui tươi hạnh phúc, cho đến khi bác sĩ cho biết kết quả bệnh án của anh, bệnh ung thư gan. Vì trong thời gian giờ đây không biết anh còn trong vòng tay em được bao lâu. Hay phải xa lìa trong sóng tươi hoặc ngày mai, không còn phương cứu chữa em đã gây ra cái chết chưa. Cho đến khi anh vĩnh
biệt dương trần. Cố gắng làm vui nhưng lòng em chất từng đơn. Đón em quay cuộn bất loạn khi nghĩ đến tiếng anh đi vĩnh viễn không về. Trời ơi đây là sự thật là trong giấc chim bao. Lòng anh chua xót đớn đau, biển lặng yên tự anh khuấy động ba đào. Anh có chết đi không bao giờ ân hận, chỉ thương em suốt đời lận đận. Vui chẳng được bao nhiêu mà sầu lại thêm nhiều. Vinh ơi nhìn con ba ruột thắt trăm chiều, niềm vui chưa tròn rồi lại cam đành khác biệt. Trong khi vui đùa với anh, nụ cười em chợt tắt, cổ lại nghẹn ngào. Trời ơi, tôi là một người chồng tàn nhẫn mà. Thảo Thanh ơi, nỗi đau này em xin mang nhận lấy để cho anh vô tư hạnh phúc. Anh Trí ơi, anh Trí, em về rồi nè. Sao anh không hôn em vậy hả? Anh ngủ quên, em mới về đó hả? Sao em thấy anh bơ phờ quá vậy? Chắc tại con nó quấy rầy anh ngủ không được chứ gì. Không phải đâu em à. Ở nhà máy có gì lạ không em? Chỉ có chút ít, nhưng em giao cho thư ký rồi. Vì vắng anh, em nhớ quá, nên em đã quấy rầy giấc ngủ của anh. Đừng giận em nghe anh. Không, anh cũng vừa mới thức. Thảo Thanh à, anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì vậy anh? Thảo Thanh. Dạ. Anh yêu em. Anh sao vậy? Em thấy anh có cái gì lạ lạ đó. Hôn em có gì lạ? Anh đã từng hôn em như thế này kia mà. Em nghĩ gì? Không, em chỉ thấy anh nồng nhiệt như mới biết yêu vậy. Thảo Thanh. Thảo Thanh. Trí. Anh làm sao vậy? Không, anh chỉ cảm động thôi à. Em có mua về một ít bánh ngọt, anh và em cùng ăn nha. Không, anh không muốn ăn, mà chỉ muốn yêu em thôi. Kìa, anh xem kìa, bé Vinh nó cười ba nó đó. Tại nó biết ba má nó đang yêu nhau á. Anh Trí. Thảo Thanh ơi, anh muốn níu kéo thời gian lại để được mãi bên em cho đến muôn đời vạn kiếp. Nhưng chỉ sợ trời già cái nghiệt buộc chúng ta mãi mãi xa rời. Em đã hy sinh cho anh trọn cả còn thời gian đâu cho anh bù đắp lại một quãng đời đau đớn xót xa. Tâm hồn anh bây giờ chẳng khác bãi tha ma, dân em anh thấy cõi lòng trống trải. Anh muốn vòng tay này ôm sát thân em mãi mãi cho đến khi anh lìa bỏ dương trần. Anh Trí, anh nói gì với em vậy hả Trí? Anh chỉ nói là muốn được ở bên em. Vắng em, anh thấy buồn, thương nhớ quá. Nè, có con rồi đó nghe ông. Anh nói thiệt á, có 10 con cũng vậy nữa. Chứ đừng nói gì, có một đứa. Thảo Thanh, anh yêu em quá. Trí ơi, em rất sung sướng được đón nhận những nụ nồng nàn của anh trao gửi. Ôi tình nồng nghĩa mặn
vòng tay anh mắt đưa em vào coi mong tình anh đối với em quá tha thiết lòng nàng chắc đời không ngờ chia biệt chúng ta đâu. Anh và em cũng có những nỗi đau khổ như nhau, hãy sáng sẻ hết bằng nụ cười hạnh phúc. Em nguyện sẽ nung đúc tình yêu thương của anh cho đến trọn cả cuộc đời. Thảo Thanh, anh Tri, em vẫn đẹp như ngày xưa, ngày đầu mình mới gặp đó. Thôi, ngủ đi nha anh. Không, anh muốn thức để được nhìn em và hôn em. Anh Tri. À, chị Ba ơi, ẩm bếp đi ra ngoài cho nó bú giùm em. Dạ, tôi có khói sữa sẵn nãy giờ. Nè, lại đây, ba hôn con nè. Con nè, thay ba làm vui cho mẹ nghe con. Thôi, cậu nằm nghỉ đi, cháu nó khát sữa, để tôi đưa cháu ra ngoài cho nó bú. Anh Tri. Thảo Thanh, em đừng nhìn anh như vậy. Anh đau lòng khi thấy em còn quá trẻ. Hãy tha thứ cho anh một lần lầm lỗi vừa qua. Anh đã làm em đau khổ muôn phần. Anh thẹn thùng trước tấm lòng cao đẹp của em. Đừng, anh đừng giận dỗi, đừng nói gì với em nữa, Tri ơi. Hãy nghe lời anh, bước thêm bước nữa. Đừng vì tuổi xuân khi anh đã không còn. Chị, sao anh lại nói lời trăng trôi dưới em? Thảo Thanh, Thảo Thanh ơi, em dâu anh nữa làm gì? Anh Chị, anh biết là anh không còn sống được bao lâu. Chị, anh nói gì? Anh biết gì chứ? Không, không anh đâu. Anh biết được những gì mà em giấu anh. Anh Thảo Thanh ơi, anh hiểu là em muốn làm vui cho anh trong những giờ phút cuối. Tại sao anh biết? Hay là bác sĩ? Không phải bác sĩ đâu. Quyển nhật ký của em. Chị ơi, anh tìm hiểu và đọc để làm gì cho căn bệnh thêm trầm trọng chứ? Thảo Thanh ơi, có lẽ trời Phật xui khiến cho anh biết được điều này. Trong những ngày còn lại đi cùng em chia sẻ những nỗi niềm đau khổ mà đã từ lâu trút đổ xuống đôi vai gầy. Bao nỗi niềm xót đắng cay mà em gánh chịu từ bấy lâu nay. Đừng nói nữa bệnh, anh muốn đắp bù tất cả những gì dù chỉ còn phút giây. Anh đừng quá cố gắng, xin ly tử biệt đều do ở số trời. Mà có người không ai tránh khỏi. Đừng quá đau buồn mà lệ đến thân em. Tri, anh làm sao vậy? Tri ơi, anh có còn nghe em nói không? Tri ơi, anh muốn nhìn con. Chị Ba ơi, chị Ba, ông em nhìn vào đây cho em. Thảo Thanh, anh muốn hôn em bằng nụ hôn nồng nàn tha thiết nhất. Anh Tri.
Chị ơi, anh đừng bỏ em, đừng bỏ con nha chị ơi. Chị ơi, con đây nè anh, con của chúng mình đây nè. Tình đã chết cây đắng khi người yêu mất rồi. Tình đã chót xa vắng khi anh đi thật xa. Người yêu ơi, xót xa đã chất ngắn trong tâm hồn bấy lâu. Để đêm nay đầy khóc riêng mình thôi. Nào đâu ước gì, chỉ mong anh gần em, bên nhau ta tìm vui. Thì giờ năm tháng cuốn xô mình đắm đuối trong ngần tình trái ngang. Ai ân còn lòng ấm để vui ta. Thôi tình đã thân đi thật xa. Anh có biết một mình em đang đây. Anh ơi, em khuấy cho anh ly cà phê sữa nha. Không, anh uống cà phê đen. Chà, uống cà phê đen để thức xem văn nghệ chứ gì. Có chưa anh? Chưa, qua một tin buồn này là tới dự báo thời tiết. Tin buồn, ông Lê Thành Trí đã từ trần vào lúc 3 giờ sáng, hưởng thọ 30 tuổi, quả phụ Trần Thảo Thanh kính báo. Anh Trí! Trời ơi! Anh Trí! Gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao cô lại khóc chứ? Có phải cô còn thương tiếc nó lắm phải không? Vậy hãy đến mang hình nó về nhà mà thờ phượng. Rõ ràng không ra chi, làm điển nhục gia phong. Anh Phụ, anh có thể giết chết tôi, chứ anh đừng có buông lời nhục mà. Từ khi về làm vợ của anh, tôi chưa hề làm chuyện xấu xa. Đứa con trong bụng hiện giờ, nó là con của ai hết? Trong khi chưa động phòng với tôi, mà cô lại mang thai. Nếu như anh cảm thấy không còn sống với tôi thêm được, thì anh cứ ly dị đi, tôi sẵn lòng ra đi. Cái gì? Ly dị hả? Không có khó đâu. Nhưng vì tôi quá yêu cô, và không muốn thấy cô và đứa con trong bụng của cô lang thang ở đầu đường xó chợ, để rồi thiên hạ cười vào gia đình danh giá của cha mẹ tôi à. Biết rằng tôi đã tha thứ cho cô, đáng lý ra cô nghĩ lại mà yêu tôi mới phải chứ. Anh muốn tôi yêu anh mà anh lại đối xử thô bạo với tôi như vậy, thì làm sao mà tôi có thể tôi yêu anh được chứ. Dù tôi có dịu ngọt thì cô cũng vẫn luôn nhớ đến cái thằng Trí chết tiệt đó. Cô là lỗi đàn bà nhớ nhất thối tha, mất hết thương thân. Kể từ khi vừa bước chân về nhà chồng, rồi nay lại ngoại tình bằng tư tưởng. Sống với tôi mà tâm hồn cô gửi tận đâu đâu. Tôi cấm anh không được quyền nhục mạ tôi. Nếu ở không được thì anh cứ thôi đi. Thôi hả? Tao sẽ cho mày thành ma chết trôi. Anh Phùng, anh giết tôi đi cho rảnh nở đời. Để mày xuống âm phủ cùng nó chúng đôi.
Mày muốn chết hả? Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Chết nè, chết nè. Nếu muốn yên thân thì phải phá bỏ cái bào thai đó đi. Không. Không hả? Mày trả lời. Không. Không hả? Không hả? Không. Không hả? Nằm đó đi, chờ tao đi uống rượu về sẽ dạng tay hơn. Tao cho mày biết nha, một là tao sẽ cho mày chết, hai là mày phải phá bỏ cái bào thai đó đi, nếu không đừng có trách tao. À, anh Tri, anh Tri ơi, vì em muốn giữ lại giọt máu của anh mà phải chịu bao điều tủi nhục. Không, mình không thể chung sống với một con người vũ phu như vậy được. Cha mẹ ơi, con muốn làm một đứa con hiếu thảo để cho cha mẹ được an vui mà sống trọn tuổi xế chiều, nên năm thầm xin mang chiều bao cay đắng nhục nhằn, đem thân tôi đòi làm vợ người ta xót xa. Chí ơi, anh dính biệt dương trần mà em không được quyền tiền đưa, còn con tôi sau này vô thừa nhận cũng do lỗi lầm mẹ nó gây ra, không thể trở lại quê nhà và cũng không thể nào ở lại nơi đây. Ra đi chờ ngày nơi, cầu mong giọt máu anh được vuông tròn, dù cho em còn hơi thơ mỏi mòn, em vẫn trọn đời yêu anh. Ta phải mau rời khỏi nơi này, kéo anh về đó là tiền nguyên. Con ơi, sau này có gian khổ con cũng đừng có trách mẹ nha con. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, còn gì mà thương nhớ thương ơi ơi. Ngày nào lần ly vui, tình vừa mới chấp nối, chia ly mà sao đắng cay em lời. Để rồi bao năm sau, phong sương dừng chừng trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tảo tung bay. Ủa ai giống Quyên quá vậy cà? Đúng rồi, Quyên xuống thăm anh đó hả? Quyên đưa đây, đưa cái giỏ sách đây anh xách cho. Vào nhà đi em. Anh Khánh, đất đai dưới này rộng quá hả anh? Ở vườn mà chứ đâu phải ở thành phố. Sao cô dưỡng khỏe hết nè em? Dạ, đến bây giờ mà anh Khánh vẫn chưa có vợ sao? Vợ con gì em ơi, ở một mình thì chán, mà có vợ thì ngán.
Ờ, quên nữa, xuống đây một mình hay đi với chồng? Dạ, em xuống có một mình à. Rồi, tới nữa rồi, Hờn anh giận em rồi phải không? Hôm đám cưới anh thấy Phùng yêu thương em lắm mà. Sự thật thì Phùng rất yêu em, nhưng đầu óc lại nặng tư tưởng phong kiến. Cho nên sau khi biết được em không còn là cô gái Trinh Nguyên, Phùng lại nặng lời tố tiếng và không còn yêu thương Nguyên Nguyên, vì sợ tai tiếng cho gia đình mà thầm nhận lấy đau thương. Những ngày tháng qua em luôn luôn nhận chịu sự đọa đày, mỗi tiếng thốt ra là những lời cay đắng. Trời ơi, sự thật phũ phàng đến thế sao quên. Còn cái bào thai không phải là giọt máu của anh Phùng. Vậy chết của ai? Đã cách biệt muôn trùng, đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại. Kết quả của mối tình đâu mà em tốt dài hiên dân. Không ngờ em tôi lại chịu một quãng đời bất hạnh, ai nghe là em trở lại gia đình. Không, anh Khánh, dù có chết đi em cũng chết một mình. Nè, đừng có nói dại như vậy, yên tâm đi, anh sẽ gặp Phùng rồi nói rõ cái chuyện này cho nó biết, hay không? Trước sau gì á thì nó cũng sẽ hồi tâm mà. Không, không còn cứu vãn được đâu anh. Thôi, em đến thăm anh. Bây giờ em phải đi. Đi đâu? Ở dưới này em có thân thuộc gì không? Dạ không. Vậy thì em ở với anh. Anh Khánh, anh nói gì lạ vậy? Không không. Ý anh muốn nói là em hãy ở lại nhà anh, thấy không? Chứ không có ai thân thuộc gì ở dưới đây, em đi đâu nữa không biết nữa. Em ngại anh báo tin cho Phùng biết phải không? Yên trí đi, anh hiểu hoàn cảnh của em rồi. Không, không phải chỉ riêng anh Phùng, mà cả ba má ruột, em cũng không muốn cho ai biết hết á. Rồi, yên tâm đi. Dạ. Cái gì? Sao vậy? Ủa, em trúng gió hả? Trời ơi, cái gì vậy? Dầu nè, dầu nè, trúng gió hả? Không, em không có trúng gió. Vậy là trúng thật phải không? Hồi sáng tới giờ có ăn cái gì bậy bạ không? Có uống nước gì không? Không. Vậy chứ sao? Anh Khánh ơi. Cái gì vậy? Em sao? Em đau bụng. Bụng gì? Em đau bụng nè. Trời ơi, trời ơi, chị mà nãy giờ không chịu nói. Thôi ở đây chờ anh lấy xe đạp đưa vô nhà bảo xanh nha. Ôi dạ. Rồi, có xe rồi, lên xe, lên. Đưa cái giỏ sách đây, lên xe. Ôi dạ, trời ơi, đẻ ra con ai mà nắm đầu tôi. Trời ơi, tôi còn đẻ xong thằng nhỏ chắc cái đầu tôi không còn thông tâm quá. Sao con,
khát sữa hả? Ra đây ba cho bú ngang. Dồn cái tướng mày là tao biết đòi bú rồi. Ra đây ba nuôi ngang, ba nuôi chứ không phải ba ruột ngang. Ra đây để mẹ con ngủ nha. Bú sữa ha. Ít chà, còn nóng quá. Để ba thử lại coi ngang. Cũng còn nóng, thử cái nữa coi. Cũng còn nóng, mặn cái nữa. Rồi, hết nóng rồi nè. Chết cha, hết nóng cũng hết mẹ chai sữa của con nhỏ rồi. Thôi được, để ba đền chai khác nghe. Trời ơi, rồi. Đây, để ba đền chai khác. Đây, có đây. Nè. Ý cha, mày làm còn bạo hơn tao nữa. Tao ba hơi mới hết chai, còn mày đẩy hơi dài cái một cạn mẹ rồi. Bố rồi không? Thôi đi. Đợi gì? Nữa hả? Nè, thôi. Mày đừng có dụ tao. Hôm đó tao thấy mày khóc quá đi. Tao đưa vô mày cạp một cái nhột thấy mụ nổi à. Thôi, đừng có dụ tao. Ở đây nghe. Ở đây với mẹ con nghe. Đó. Rồi, xong phận sự rồi đó. Còn cái trách nhiệm này nữa. Nhìn cái thao đồ mà muốn nóng lạnh. Thôi lỡ rồi. Chơi luôn, coi mệt ai cho biết. Từ ngày mở mắt chào đời cho đến cuối cuộc đời, nó không bao giờ thấy được mặt cha của nó. Dòng đau xót mẹ lắm con ơi, nước mắt mẹ rơi rơi, phụ tử đã đôi nơi thương cho con vừa mới chào đời, phải cam đành sống cảnh đơn côi, ai xót thương giùm cho mẹ con tôi. Quyên à, mới sanh có mấy tháng mà em khóc hoài không có tốt đâu. Ngồi dậy uống chén thuốc này đi, cho mau cứng cáp. Anh Khánh, em cảm ơn anh. Mẹ con em biết đến bao giờ mới trả được. Có cái câu đó mà em nói hoài. Nè, muốn trả ơn cho anh á, thì phải ráng uống thuốc cho nó mau bình phục, thì mới có dịp trả ơn cho anh chứ. Uống đi em. Dạ, em uống đi. Vậy phải được không? Em mà cứ buồn phiền hoài, rủi có bề nào ai lo cho bé Hạnh chứ. Anh Khánh à, em muốn nhờ anh một lần sau cuối, rồi em không dám làm phiền anh nữa đâu. Có gì em cứ nói đi. Em biết trước sau gì, anh Phùng vẫn không để cho em yên đâu. Vì đã có lần Phùng nói với em, hãy hủy bỏ cái bào thai này đi và hứa sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng anh ơi, em không đành lòng, vì nó là đứa trẻ thơ vô tội, mà cũng là sự kết tinh của mối tình lầm lỗi đã gieo bao đau thương suốt cả đời. Dù ngày nay không
mặc dù niềm vui chưa trọn được bao nhiêu, cây gợi thương nhớ vào thiên thu vô tận. Hiện giờ đây tim em nhói đau ra diết, chỉ biết nhìn con cho đỡ nhớ hơi sâu. Không ngờ thằng Hùng này nó tệ bạc quá. Đàn ông thì phải có tấm lòng độ lượng. Mà anh hỏi thật em nghe, từ khi đám cưới với Phùng á, có lần nào em hẹn hò gặp lại người xưa hay không? Không, em đã biết mình có lỗi và đã thú thật với Phùng ngay trong đêm tân hôn. Rồi thái độ Phùng ra sao? Em chỉ nhận lấy những lời nguyền rủa, những trận xoáy đòn không thương tiếc. Nhưng lòng của em không hề đau xót, vì lỗi lầm này em đã gây nên. Em chỉ tội nghiệp cho mẹ cha, sợ miệng đời tin đi rồi cha mẹ của em buồn khổ. Sau ngày cưới Phùng nhất quyết từ hôn, em cầu xin Phùng cho em ở lại với nỗi niềm đắng cay của đời con trai, để mẹ cha khỏi đớn đau tuổi hồ, vì đứa con hư làm nhục nhã tâm đường. Phùng cũng yêu em nên chấp nhận, nhưng sau đó biết em mang thai vì người yêu cũ, thì tình yêu kia biến thành tình giả hữu, và buộc em phải xa lìa giọt máu mà em đã ấp yêu. Bây giờ ý em sao? Anh Khánh, em muốn nhờ anh nuôi nấng giùm bé Hạnh, nếu như Phùng có đến đây gây khó dễ cho em. Được rồi, anh hứa anh sẽ dồn hết tình thương cho bé Hạnh, vì từ lâu anh sống cô độc có một mình. Có lẽ em ban cho anh một báu vật đô nguyên à. Em xin cảm tạ ơn của anh. Ý, anh Khánh ơi, ai gõ cửa kìa? Sao linh tính báo cho em biết là anh Phùng đến quá à? Để anh ra coi coi. Đúng là nó rồi. Trời ơi, em hãy bình tĩnh. Để anh ẵm bé Hạnh ra ngoài sau giường rồi tính sao. Rồi còn em thì sao? Bây giờ em cứ nói là em mới tới đây, kế đó nó vào đó. Dạ. Anh Khánh à, anh Khánh ơi, anh Khánh à, mới nghe tiếng xì xào rõ ràng đây mà. Anh Khánh à, không mở cửa tôi xô vào đó nghe. Ai quậy đó dữ vậy? Tôi đây, tôi là Phùng đây, mở cửa mau lên. Anh Khánh à. Ủa Phùng, mày mới xuống tới đó hả? Trời ơi, vào nhà đi, vào nhà. Xuống tìm Quyên phải không? Anh thông minh đó, Quyên đâu, anh giấu ở đâu? Ê mày làm hùm hổ với ai vậy mày? Quyên ở đâu sao tao biết? Nhưng ngày hôm qua Quyên có đến đây nè, với một thân hình tiều tụy sắc sơn, tao cầm lại chứng nuôi. Nếu không thì đâu để mày tìm tìm, đã không ơn nghĩa mà còn đôi co hổ sượt với tao. Làm chồng như mày đã không biết nhục thì chết phức cho rồi. Nè tôi cho anh biết nha, tôi không phải trẻ nít. Anh định chụp mũ tôi rồi qua mặt phải không? Anh Khánh à, anh đâu biết được Quyên đã ra đi và mang theo nhiều tiền bạc của tôi. Anh nói gì? Anh nói lại cho tôi nghe đi. Bây giờ anh định du không cho tôi? Nếu như tôi có đủ đầy tiền bạc thì đâu phải thân tàn ma dại. Cái thằng súc sanh đến tao mà mày muốn ám hại cái thằng khốn nạn. Xin lỗi anh vì buộc lòng tôi phải nói thế cho Quyên ức lòng. Với anh thì tôi luôn kính nể, dù sao anh cũng là anh họ vợ của tôi. Làm thế để cho Quyên trường mặt ra thôi. Bây giờ anh cần gì nơi tôi? Anh cứ nói thẳng đi chứ đừng có lôi thôi. Anh muốn em hãy sớm trở về cùng gia đình sang Mỹ định cư. Chính vì thế mà anh đi tìm tôi, để làm con mồi béo bở cho anh sang bên ấy à? Có qua thì phải có lại thôi. Đã từ lâu anh giữ danh giá cho ông bà và vợ, chỉ chờ đợi có ngày này. Sao mày biết Quyên ở đây mà tìm đến? Tôi biết Quyên quý mến anh. Hơn nữa, tôi đã tìm khắp nơi thân thuộc. Hôm qua, ông bà Nhạc có đến nhà và cho tôi biết rõ ngày 4 tháng 2 năm 75 này á là hoàn tất hồ sơ cho cả gia đình mà tôi là người được ăn theo. Nên tôi phải nói dối là Quyên đi Đà Lạt chơi với bạn bè,
già sẽ gọi Quyên về gấp trong tuần này đi cho kịp. Không, tôi không về. Và anh cũng đừng hòng theo ba má tôi sang bên ấy. Hả? Được thôi, tôi sẽ về nói sự thật cho ông bà Nhạc kính mến của tôi biết chuyện tốt đẹp của đứa con gái yêu quý của ông bà. Chào. Anh Phùng, tôi... Sao? Cô bằng lòng về không? Phùng, mày đúng là cái thằng điếu cán mà. Xin lỗi anh nha, đây là việc riêng của gia đình tôi. Nếu mày không phải là chồng Quyên thì nãy giờ tao lôi cổ mày ra khỏi nhà tao. Cái thằng lưu manh khốn nạn. Còn anh á, nếu không phải là anh họ vợ của tôi thì tôi đã không để yên đâu. Mày làm gì tao hả cái thằng trốn mạt? Làm gì à? Tôi sẽ tố cáo anh dụ dỗ vợ con tôi. Thằng khốn nạn này, mày dám nói những lời đó với tao trong khi tao chăm sóc vợ mày trong những lúc ốm đau. Cảm ơn anh à, kể cả lúc đưa vợ tôi đi khai qua nơi. Thôi thôi, tôi xin hai người đừng có đôi co lỗi này do ở nơi tôi. Em biết lỗi rồi phải không? Vậy là em yên lòng, anh hứa bỏ qua chuyện cũ. Kể cả đứa con mà em vừa mới sanh, anh sẽ xem nó như là con của anh vậy. Cảm ơn anh, nó đã chết rồi. Hả? Nó đã chết rồi à? Phải, đó là sự thật. Ồ, càng hạnh phúc cho anh. Vậy ta thu xếp về nhà cho sớm em nhé. Anh hãy ra xe mà chờ, để tôi tự giả anh Khánh đã. Được thôi, nhưng mà không quá 15 phút nhé. Giả biệt nha anh Khánh, bye bye. Khỏi chào mày, mất là tao biết rồi. Anh Khánh, những sự buồn phiền vừa qua do em mang đến cho anh cả, xin anh hãy tha lỗi cho em. Đừng giận em nghe anh Khánh. Không, anh không giận em đâu. Anh chỉ tức cái thằng chó chết kia kìa. Nghĩ mà tội nghiệp cho em, thật vô phước mới bị làm vợ cái thằng vô liêm sỉ mà. Đó là số phận của em mà. Trước khi chia biệt, em muốn gặp con em lần sau cuối. Thời gian không còn bao lâu nữa, em theo anh. Con ơi, con hãy nín đi con, để cho mẹ an lòng cất bước. Con hãy ở lại đi cha nuôi của con. Lớn lên sau này, con đừng hờn trách mẹ nghe con. Anh Khánh, anh Khánh ơi, một lại này em xin đáp tạ ơn anh. Em đừng làm như vậy, anh sẽ xem nó như con ruột của anh vậy. Em cảm ơn anh. Con ơi, con hãy nín đi. Mẹ sắp phải xa con rồi. Đau khổ mấy cũng phải chia biệt. Em nên đi, em nên đi ngay, kéo thằng Phùng nó nghi ngờ. Dạ biệt anh, mẹ đi nghe con. Con anh Khánh, anh Khánh ơi, xin anh hãy cho em được bỗng con em một lần sau cuối. Con ơi, từ đây mẹ con mình phải vĩnh viễn chia xa. Cách biệt trọn đời, con ơi đừng khóc nữa, làm cho lòng mẹ xót đau. Trong giây phút xa nhau, nhìn con mà nước mắt tuôn trào. Mỗi tiếng khóc than là lòng mẹ đứt từng đoạn ruột. Người ta đã ép buộc
giờ phút đã nghe mong manh, dẫu có đau thương cũng phải cam đành. Lòng nào không đơn đau khi bỏ con ở lại, xin anh dưỡng nuôi dưỡng con dài và xem như em mê nhìn biết dương trần. Nhìn em mà anh đau đớn muôn phần. Toàn lời chi thác em trao. Hạnh, Hạnh ơi, con hãy ở lại với cha nuôi của con nghe con. Thôi 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 em đi đi, để Phùng nó trở vào là hư chuyện hết. Dừng, em đi nghe anh Hạnh. Mẹ đi nghe con. Định em chứ em hát không thua gì các cô ca sĩ ở Sài Gòn nè. Nếu như giải tuyển lựa truyền hình 95 này thì chắc chắn là em đoạt giải á. Anh ghẹo em đó hả? Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Thôi thôi mà, đừng giận nữa mà. Thôi đi. Từ lúc anh xuống đây đến giờ em giận lần này là lần thứ mấy rồi biết không? Lần thứ 6 rồi đó. Thời gian hai đứa ở bên nhau chẳng được bao lâu mà cứ lo giận dồi. Anh cho em xin lỗi nha. Nè, đã hết giận rồi phải không? Anh không thấy sao? Em cười lên nè. Đó, vậy có phải vui hay không? Bây giờ anh cho em hay một tin mà em rất chờ mong nha. Nè, phải vui à nghe, chứ buồn là em không có chịu à. Nhất định đó là tin vui, vì má của anh nay đã bằng lòng mang cao đầu xuống đây hỏi cưới em, vui không? Cỡ tiếng hồn à. Con vậy á mà anh bảo là tin vui hả? Anh nghĩ không có tin gì vui hơn tin này nữa. Chính em cũng mong như vậy mà. Tin vui với anh thôi, chứ còn em á thì... Em thì sao? Em thì sao? Nói mau đi, anh sốt ruột quá nè. Em cũng vui luôn. Trời ơi, chị mà làm cho anh ớt hồn à. Trời ơi, hả? Anh ẩu dễ sợ luôn à. Lỡ ba em về bắt gặp á thì sao? Em nói ba đã đi đám giỗ kia mà. Đi thì đi chứ, nhưng lỡ ba về bất tử thì chết à. Thì anh sẽ quỳ xuống năn nỉ ba. Nếu ba nổi giận á thì sao? Thì anh sẽ làm dịu cơn thịnh nộ của ba. Vậy hả? Nè, anh có bí quyết gì vậy? Không cần bí quyết, chỉ cần một câu nói. Nói sao đâu, anh nói cho em nghe thử coi. Bác ơi, xin bác thông cảm cho tuổi trẻ mà. Trời ơi, như vậy là ăn cay với ở đó mà hết giận. Anh nói chưa có hết câu.
Bác ơi, tuổi trẻ của bác ngày xưa chắc cũng giống như cháu vậy. Trời ơi, anh liều hết biết luôn nghe. Vậy chứ sao? Em à, chuyện bên anh đã xong, chỉ chờ ý của ba em thôi à. Dạ. Ba em á. Ba em sao? Ba em nói. Nói làm sao? Chỉ sợ gia đình ở bên anh giàu sang, rồi xem rẻ gia đình em, thì ba em thêm tuổi thôi. Tưởng được chuyện gì, tại ba chưa gặp má anh, cho nên ba nói vậy thôi. Chứ ba mà gặp má anh rồi đó hả, bảo đảm trò chuyện 5 phút thôi là ba em sẽ mê má anh luôn á. Gì? Anh nói gì kỳ vậy? Không không, anh nói là mê tính nhân từ hiền hậu của má anh. Anh nói thật đó nha, chuyện tình của hai ta nếu mà không thành đó hả, anh tự tử cho coi à. Đừng có nói vậy, không có nên đâu. Nói thiệt á. Thôi đi, mình bỏ qua chuyện đó đi, giờ mình nói chuyện vui đi ha. Ờ, vui ha. Ừ. Anh Vinh hả? Làm gì mà anh cười như là đùi ươi vậy? Thì em biểu vui. Ê, mà anh buồn em đó nghe. Anh buồn em hả? Ừ. Nhưng mà em làm gì cho anh buồn vậy? Từ Sài Gòn xuống đây không có cho anh ăn gì hết, hỏi hoài tôi bụng quá. Giờ em đố anh á, em sắp cho anh ăn món gì nè? Kẹo. Trời ơi, làm như lặn đít vậy đợi kẹo. Vậy thì bánh. Cái mặt lớn rồi mà còn ham ăn bánh nữa à. Thôi thôi thôi, biết rồi. Món... món gì? Món... món gì? Chịu thua đó. Chịu thua phải không? Ừ. Nè, em sẽ đãi anh canh chua rau muống đặc sản miệt vườn mới có, nghe chưa? Chà, sao muốn canh chua? Hết sảy món này à? Cộng thêm vào kho tổ cá ru, không còn cái chỗ chê. Nè, em nói nghe anh phát mê. Cơm ăn hết nồi vẫn còn chưa hay. Em à, dọn ra liền đi em. Dọn gì? Thì cơm canh chua cá rô kho tổ. Ý, quê quê quá đi thôi, người ta chưa có đi chợ mà. Trời đất ơi, vậy nãy giờ em kể nghe cho con sọc vậy á. Vậy bây giờ anh ở nhà đi, đợi em đi chợ gì ha. Thôi, nói vậy chứ trước khi đi đến đây, anh có ghé Trung Lương ăn rồi. Bây giờ anh phải về, lần sau sẽ thử tài đầu bếp của em. À, khoan đã anh. Ừ? Anh không đợi ba của em sao? Má kêu xuống báo tin rồi về liền, vì nhà không có ai hết em à. Hơn nữa còn phải lo thu xếp để xuống đây cho kịp chứ. Rồi em nói với ba em sao đây? Em nói với ba là ngày mốt anh và má sẽ xuống đây coi mắt em. Dạ. Anh Hạnh. Qua lối này ta với ta đi trong lòng đời, buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời. Mọi tình yêu thắm mò trên môi, tình yêu đó mồ thôi em. Đêm từng đêm lửa tình yêu đốt cháy trong tim, tôi vào yêu biết nẻo đâu tìm. Vùng trời xanh mang niềm thương, nỗi nhớ lối yêu đương mòn phố chân qua. Còn xanh kỷ niệm thua nào, những lối quen chân nghe là lạ. Còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa. Con đi cất nón cho ba nghe ba. Ừ.
Ba đi đường chắc mệt lắm hả ba? Ba ngồi ghế này nghỉ đi, để con đi rót nước cho ba uống nghe. Nước này ba uống đi. Con nhỏ này bữa nay làm gì mà lăng xăng lít xích vậy cả? Đâu có gì đâu ba. Không có gì ha. Vậy thì thôi ba vô nghỉ. Ba gì? Có cái gì? Dạ có. Gì vậy? Con mắc cỡ quá à. Thôi đừng có ẹo nữa con ơi, gãy xương sống chết à. Ba nè, con nói anh Vinh xuống á. Ủa, có thằng Vinh xuống hả? Dạ. Nó đâu rồi? Dạ, ảnh đi về rồi ba. Ủa, sao con không cầm nó ở lại? Con có cầm ảnh ở lại, nhưng mà ảnh bận phải đi về gấp. Tiếc quá ha, phải chi nó còn ở lại ba đãi nó. Ba đãi ăn nhà hàng hả ba? Uống trà đá con. Ba thiệt à. Uống trà đá cho nó mát con ơi, ăn nhà hàng tức bụng lắm. Mà con nói thằng Vinh bận việc gấp mà việc gì vậy? Dạ, ảnh chuẩn bị đi về gấp. Để ngày mốt này nè, ảnh đưa má ảnh xuống đây coi mắt. Coi mắt ai? Dạ, coi mắt. Ai? Dạ, mắt ba. Ủa, má nó coi mắt ba làm chi vậy? Không phải đâu ba. Con nói là má ảnh coi mắt con á. À, coi mắt con. Dạ. Vậy mà con nói coi mắt ba vừa mới nghe qua, làm cho ba quay đi vô cùng. Tưởng má no hồi xuân đi coi mắt, đừng làm cho ba mừng hụt nữa nghe con. Ba, theo như nhận xét của ba thì anh Vinh anh thế nào hả ba? Tiên là nên cảnh giác người ta, chỉ là bạn học thôi chứ chưa biết cửa nhà. Con quan nghe ba, vì ba có tánh lo xa. Con ăn cơm nước gì chưa? Dạ chưa. Vậy con vô bắt con gà nấu cháo cha con mình ăn, ba cũng đói bụng rồi. Ủa, ba đi ăn đám dỗ mà ba đói hả ba? Đi đám dỗ thật, nhưng mà có ăn uống miếng nào đâu mà không đói. Ba nói nghe lạ nghe. Có gì lạ đâu, khi mà nhập tiệc á, ba thấy họ gầy sòng nhậu ghê quá. Ba viện lý do ba rút lui, ba sợ nhậu, bộ con không biết tánh ba sao? Đúng là ba của con á. Vậy con ra sau nhà bắt gà nấu cháo nha ba. Thiệt không uổng công bao năm trời nuôi dưỡng, tội nghiệp, không biết mẹ nó bây giờ ở phương trời nào. Ủa, liếp cải này sao hôm nay sao nó còi cọc vậy cả? Hèn chi ba cái con sâu rầy này dăng xịt thuốc cái là nó phá liền ha. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi xin hỏi thăm. Chị muốn hỏi thăm gì ạ? Dạ, tôi muốn hỏi nhà của anh Khánh. Hả? Có phải còn anh? Anh có phải là anh Khánh? Anh Khánh phải không? Quyên. Em là Quyên nè. Trời ơi, anh nhận không ra em chứ. 20 năm rồi còn gì nữa. Trời ơi anh Khánh ơi, trông anh khác hẳn xưa rất nhiều. Thôi vào nhà đi em. Dạ. Em về hồi nào vậy? Em vừa về đến Sài Gòn ngày hôm qua. Hôm nay là em đi thẳng xuống đây luôn đó. Chắc em nóng lòng muốn biết tin bé Hạnh chứ gì. Dạ, em về đây chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn Phùng ra sao, có về không em? Anh Phùng chết cách đây hơn 10 năm rồi anh Khánh à. Chứng nào tật nấy, làm ăn phi pháp rồi thanh toán lẫn nhau mà chết. Gieo hạt dữ thì gặt trái dữ. Mà bao nhiêu năm trời cuộc sống của em ra sao em? Dạ, sang bên đó được một năm thì gia đình của ba em làm ăn suy sụp, cũng do một tay của Phùng pha sang nên tiền bạc càng dâng. Vậy mà vẫn chẳng chịu buông tha, cho đến khi hắn dính thiệt dương trần. Lúc đó thì gia đình em lâm vào cơ cực, lại đêm gánh chịu ưu phiền, muốn về quê hương cũng chẳng có tiền, nên phải đợi chờ cho đến ngày hôm nay. Anh biết em nóng lòng muốn gặp bé Hạnh.
Nó bây giờ thật sự đã nên người. Em đã cho anh tình thương lẫn nụ cười. Nó đẹp nết đẹp người, nhân hậu hiền ngoan. Anh Khánh à, con của em nó có nhà hay là đi vắng? 20 năm em mòn mỏi trong chờ. Anh sẽ cho em gặp nó tại đây, nhưng bình tâm đừng quá xúc động bồi hồi. Anh à, con ra đây cho ba bảo. Dạ. Dạ thưa ba, con bận làm gà. Dạ, con kính chào bà. Đó, em có nhận ra nó hay không? Trời ơi, anh Khánh nói đây là sự thật hay là đang nằm mộng? Hạnh ơi, con hãy lại đây với má. Ủa, bà, sao bà này lại xưng má với con? Con 20 năm mà chờ đợi mỏi mòn, cho đến ngày này mới gặp được con. Ba, sao ba nói mẹ con không còn? Sự thật thế nào con chưa rõ đầu đuôi? Từ lâu ba không muốn khuấy động cuộc đời con trẻ. Hơn nữa con là niềm an ủi duy nhất của cuộc đời ba. Nên ba muốn giấu kín những gì cay đắng xót xa để cho con khỏi tủi thẹn đau buồn. Nhưng hôm nay đã rơi về cầu nước kế chạy về nguồn. Mẹ con đã gánh chịu biết bao nhiêu âm thầm đau khổ, quằn nặng dây gầy giọt máu thân ấy. Nuốt thảm sầu gửi con lại nơi đây, chân cất bước mà lòng đau như cắt. 20 năm ba vừa nuôi dìu dắt, sự thật mẹ con đây mới là kẻ sanh thành. Ba ơi, con ba là... Ba chỉ là ba nuôi của con mà thôi. Không, con không tin. Con không tin đâu. Ba là ba ruột của con mà. Ba là ba của con mà ba. Tất cả đều là sự thật. Mẹ con đã đau khổ nhiều rồi. Hãy đến nhìn mẹ con đi. Đừng có để người phải đau buồn thêm nữa. Đi đi con. Mẹ Con Hạnh ơi, con tha lỗi cho mẹ. Con ơi, vì nghịch cảnh cho mẹ nào buông bỏ rơi con. 20 năm qua mẹ mỏi mòn thương nhớ, chẳng biết hình hài của mình khôn lớn ra sao. Còn ba con đâu hả mẹ? Đã lìa bỏ thế gian khi con chưa mở mắt chào đời. Anh Khánh ơi, anh đã tái tạo đời em rồi, bây giờ đây cuộc đời bé hằng. Vậy xin anh nhận một lại này gọi là Quyên, em hãy đứng lên, đừng làm như vậy. Ba. Hạnh, con. Ba ơi, con quá ngỡ ngàng khi biết ba không phải là thâm tình phụ tử. Nhưng lòng con vẫn xem ba là người ba thần thánh để con kính phục tôn. Con đã mất tình của mẹ cha từ thuở nhỏ đến bây giờ. Đáng lý ra con là đứa con bạc phước, nhưng trái lại con là đứa con diễm phúc nhất trần gian. Ba chẳng ngại khổ nhọc gian nan nuôi nấng
con từ ấu thơ cho đến trưởng thành, và luôn luôn dành sẵn cho con một tình thương yêu mến nhất trên đời. Con ba anh con ơi, ba cảm ơn những lời của con vừa thốt ra với ba. Ba vui lòng, ba hạnh diện, ba danh dự biết bao nhiêu. Từ lâu ba giấu kín chuyện này vì sợ nói ra không có lời diệt tộc hành của con trẻ. Hơn nữa ba nghĩ không biết đến bao giờ má con mới trở lại quê hương. Vì lúc bấy thời buổi khó khăn, ai lìa bỏ quê hương thì những người thân xem như vĩnh biệt. Còn riêng mẹ con ra đi vì sự ép buộc, vậy đừng buồn đừng trách mẹ con. Vậy con hãy vui mừng và đón nhận một tình thương mà ngỡ đã vĩnh viễn xa lìa. Con cảm đội ơn ba. Mẹ, con... Có lẽ đây là ngày vui nhất trong cuộc đời anh Đỗ Quyên à. À, sẵn đây anh báo tin này cho em biết luôn. Tin gì vậy anh Khánh? Tin vui. Hạnh à, con nói cho mẹ con biết luôn đi con. Dạ, dạ thưa mẹ. Ngày mốt này là bên đàn trai ở Sài Gòn xuống đây đặng coi mắt con. Con và anh ấy đã tìm hiểu nhau hơn một năm rồi đó mẹ. Thằng này nó hiền và cũng được lắm. Nếu không thì dễ gì mà anh chấp nhận. Em tin tưởng ở anh, anh trọn quyền quyết định mà. Hạnh à, con làm gà nấu cháo xong chưa vậy? Dạ xong rồi ba, chỉ còn trộn gỏi nữa hà. Ờ vậy dọn ra đi con, nãy giờ ba cũng đói bụng rồi. Ba mẹ ơi, bữa nay con vui quá hà. Vậy con mời ba, mời mẹ. Cánh quà trắng xinh xinh tim tim, trông dịu hiền xinh đẹp làm sao. Những đóa hoa đua sắc khoe màu, chen như vàng cánh trắng vào nhau. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đây mẹ đây. Ba ba, cái gì cái gì? Ba xem con có đẹp không ba? Đẹp lắm con à. Con gái của mẹ giỏi lắm. Hạnh à. Dạ. Con ra đằng trước coi đàn trai tới chưa vậy? Chưa có tới đâu ba ơi. Chưa đi mà sao con biết? Dạ để con đi. Ý ba ơi ba. Ba ơi họ đến rồi kìa ba. Để con cho con thay đồ nghe ba. Anh Khánh à, còn em sao đây anh? Bây giờ em tạm lánh vào trong đi. Vì từ trước đến bây giờ á, đàn trai nghĩ con Hạnh nó không có mẹ. Để anh lựa lời nói cho họ biết, rồi anh sẽ mời em ra sau. Dạ. Dạ. Dạ thưa bác. Vinh đó hả cháu? Dạ. Mang lễ vật để trên bàn đó đi. Ờ mẹ cháu à... Dạ thưa đây là mẹ của cháu. Dạ thưa anh. Chị Thanh phải không? Mẹ, thì ra mẹ và bác đây có quen biết nhau từ trước à. Vinh à, chẳng những quen mà bác còn lại là người ân của gia đình ta từ trước đến giờ. Anh Khánh ơi, tôi quá đỗi vui mừng, 20 năm rồi nay mới gặp lại. Đây là trời xui khiến cho mình kết nghĩa thông gia. Thật quá bất ngờ mới gặp lại chị. Nghe cháu Vinh kể gia cảnh tôi hơi ngờ ngỡ. Nỗi vui mừng này quả thật quá lớn lao. Vinh à, bác đây với ba con trước kia là bạn, đã giúp đỡ ba con trong lúc hoạn nạn. Chỉ nói chi cho qua đắng. Hạnh à, ra đây ba bảo nè con. Dạ, con xin ra mắt thì là mẹ chồng. Ba, thì là ba đã bằng lòng kết hợp nương duyên. Chị Thanh à, trước kia là nghĩa thâm tình, bây giờ đổi lại thành
tình nghĩa suối già. Được không anh? Dạ, dạ thưa, dạ. Bây giờ gọi bằng ba được rồi đó con. Dạ, con cảm đội ơn ba. Dạ, con cảm ơn. Thì mẹ chứ còn gì nữa. Lại đây con dâu cưng của mẹ. Anh xui nè, tôi xin phép anh cho tôi được buộc tay con dâu cưng của tôi vậy mà. Chị cứ tự nhiên. Hạnh, đây là sợi dây chuyền và đôi bông tai. Xem đây là lễ vật mẹ chấp thuận con là con dâu của mẹ. Dạ, con cảm đội ơn mẹ. Chị xui ơi. Gì đó anh xui. Phần chị đã xong rồi, bây giờ đến phần tôi. Chị thì buộc tay con tôi thì chị cũng phải để cho thằng Vinh nó đến bàn thờ ông bà đốt nhang để tôi buộc chân nó chứ. Thì được chứ anh. Tánh anh á, từ xưa đến nay lúc nào cũng vui vẻ, bởi vậy không có thấy già. Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà chị. Bây giờ chị xui đứng đây, tôi ở đây. Rồi. Thằng Vinh với con Hạnh đốt nhang đi con. Dạ. Thấy tụi nhỏ lớn mới thấy mình già hen chị. Anh à, anh không nghe thời giờ như tên bay hay sao? Tên nhưng mà tên lửa nữa chứ. Anh nói thiệt là anh xui à. Anh Trí bây giờ dưới suối vàng chắc anh cũng mãn nguyện lắm. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Thôi cũng trưa quá rồi, mời chị sang bàn bên đây để dùng cơm luôn thế. Cảm ơn anh. Dạ, con mời ba, mời mẹ, mời anh. Khoan đã con, chị xui à. Trước khi cầm đũa, tôi báo cho chị một tin thật là bất ngờ hơn nữa nghe. Nhưng mà phải tin vui đó nghe anh xui. Vui mà thật vui nữa là khác. Nè, tôi sẽ giới thiệu má ruột con Hạnh. Vậy hả? Ủa, ba, từ trước đến giờ sao con không nghe được ba và Hạnh nhắc đến? Vì hoàn cảnh nên mẹ nó phải để con Hạnh ở lại sang Mỹ cho đến hôm nay mới có dịp trở về đó. Vậy à, vậy là thêm một tin vui nữa. Hạnh à, con vào mời má con ra đây. Dạ. Còn chị xui. Chị đó anh. Chị cho tài xế ve xác xe vô đây đi. Mời người ta dùng cơm luôn thể. Người nhà không để người ta chờ đợi khó coi lắm. À phải rồi. À, tôi còn để quên cái áo mới á, tôi mua cho con Hạnh. Để tôi ra ngoài xe tôi lấy. Má à, để con đi lấy cho má. Thôi con ở đây đi để đón má vợ con mà. Má sẽ vào liền. Dạ thưa ba, má con ra đến. Quyên à, em đã tin tưởng giao phó việc định đoạt lương duyên cho nhà hai trẻ. Anh cho em hay là đã suôn sẻ. Nhưng à, đây là má vợ của con, trước kia cũng ở Sài Gòn. Dạ thưa, con tên Lê Thành Vinh. À, còn ba má của con đâu? Dạ thưa, mẹ con ra sẽ có chút việc, còn ba con này đã mất từ lâu. Xin má tha thứ vì mới gặp lần đầu. Má vui lòng chấp nhận sẽ con. Anh Khánh ơi, 20 năm chờ đợi mỏi mòn, nay vui mừng nước mắt trào dâng. Thưa má, mẹ con vào. Dạ thưa mẹ, dạ đây là má em Hạnh. Dạ chào chị. Chị Thảo Thanh. Chị là... em là Quyên đây. Chị là Quyên. Phải. À, Quyên bây giờ là vợ của anh Khánh à. Ủa, vậy là Quyên với Thảo Thanh quen biết nhau à? Không, không phải quen biết, mà cả hai tôi có với nhau một quãng đời ngang trái đau thương. Không ngờ gặp nhau trong chua xót chán trường. Chuyện cũ qua rồi đừng trách chị nghe Quyên. Đúng hơn là em đã có lỗi với chị Quyên à. Những gì đã qua
đừng nên nhắc lại, mà hãy đắp xây hạnh phúc cho con mình. 20 năm rồi sự thật là đây, trời ơi ai gieo cảnh đớn đau này. Quyên ơi em còn hờn vẫn kỳ sơ Quyên. Không, em nào dám trách phiền chị. Lỗi lầm trước kia đều do ở anh Trí. Anh Trí đã yên nghỉ với mộ từ lâu rồi. Thôi nay vì chị, em cũng vui lòng tác hợp duyên nợ cho đôi trẻ nghe em. Không, duyên nợ của thằng Vinh với con Hạnh, không, không thể nào có được, không bao giờ có được. Trời ơi, quan gia chị đã làm cho em thay đổi, chính vừa rồi em đã đồng ý kia mà. Mẹ Hạnh, Vinh, dạ má hỏi hai con phải trả lời cho thật. Hai con, hai con có vượt khỏi dòng lễ giáo hay chưa? Dạ thưa má. Dạ, dạ thưa má, dạ con. Trời ơi, lại trời Phật, lại trời Phật thương xót cho con tôi. Má, má, hai con không được giấu giếm. Hạnh, con hãy nói thật cho má biết đi. Thế nào hả? Hạnh, con hãy nói đi. Dạ. Tại sao con không nói? Hả? Anh Vinh. Vinh, sao hả? Dạ. Nói cho má biết đi. Dạ. Hay là hai đứa muốn cho má chết chứ? Má, anh Vinh à, kể thật cho má đi anh. Mai ra má còn thương tình. Kể đi Vinh, kể thật đi con. Con hãy kể đi. Hai đứa đang có với nhau những gì? Hãy nói đi. Vinh con. Dạ. Nếu con có làm lỗi điều gì là đàn ông, con phải can đảm nhận lấy. Con có nghe không Vinh? Dạ, để con kể. Chết rồi, lẹ lên em, đứng ngăn trò kia đột kìa. Ê, 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 từ từ té em nè. Ướt hết rồi, lẹ lên. Em à, lạnh lắm không em? Có anh sao em lạnh được. Mà nghĩ cũng hên anh ha, không gặp căn chòi này biết đục ở đâu đây. À, căn chòi này chắc là người ta để dành ngủ giữ trái cây trong mùa chín rộ nè. Đó, vậy mà nói không có lạnh. Thôi, để anh đốt lửa hơi ấm cho em nghe. Đỡ chưa em? Dạ đỡ rồi. Thôi mình về đi anh. Còn mưa mà. Nhưng mà em sợ ba trông quá à. Ba mà biết được á là em ăn đòn á. Hết mưa anh đưa em về liền à. Nè, có bị đòn á, anh chịu thay cho em. Dám không đó? Dám chứ. Hạnh à. Dạ. Bỗng dưng anh cảm ơn cơn mưa này quá à. Mưa làm em lạnh mà anh cảm ơn hả? Nhờ vậy mà anh còn được ở gần bên em thêm một khoảng thời gian nữa, và được giữ em trong vòng tay ấm áp ân tình. Tay được cầm tay, má cửa má dài thì lại kề vai đắm đuối nhìn bờ môi ngọt ngào. Đang rét run vì những giọt mưa rơi rụng, nhưng không làm cho em sẽ thành. Hai đứa đầu cho hơi ấm len vào cơ thể, xua tan băng giá lạnh lùng của cơn mưa buồn hiu hắt. Lửa của con tim sẽ không bao giờ tắt. Hạnh ơi, cơn mưa chiều nay sẽ ghi lại hình ảnh này không bao giờ phai lờ.
Thì dù cho sao dời vật đổi lòng anh vẫn khắc ghi hình bóng bạn chung tình. Hai nhịp tim hòa chung một hơi thở của đôi mình. Cơn mưa chiều nãy mịt mờ văng lối cuồn cuộn từng hồi vào nơi còi xa xôi. Len nhẹ vào hồn nhưng không làm buốt lạnh được tim khôi. Vì ngọn lửa tình yêu mạnh hơn tất cả. Mắt trong mắt nghe lòng rộn ra. Môi chờ môi ướt ngọt vì hương tình. Anh Vinh. Hạnh, em là bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời anh. Hạnh em. Ơ, anh đừng anh à, đừng mà. Hạnh, anh yêu em chân thật mà. Anh Vinh à, trước sau gì chúng mình cũng nên vợ chồng. Em muốn dành hết những gì cao quý đó lại cho ngày cưới. Hạnh, anh cảm ơn em đã thức tỉnh được lòng anh. Trời mây xanh ngát, ta trao nhau nhìn nhau qua khóe mắt, sống bên nhau với cuộc tình chán lìa xa. Ôi mây nữ trôi bao nhiêu lâu rồi, qua đi biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi, không chia phôi vì đời buồn lứa đôi. Đừng xa nhau ơi người ơi, đừng xa nhau ơi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. Đừng xa nhau ơi người ơi, đừng xa nhau ơi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. Hú hồn hú vía, mới nghe nó kể là hồn vía tôi lên mây hết rồi. Nè, ba có lời ngợi khen tuổi trẻ của các con ngày nay biết giữ được đức tính như cao đẹp như bây giờ. Con em ngày nay có được đức tính đó là do công anh dưỡng nuôi và giáo dục. Đó, bây giờ em biết hết rồi phải không? Bây giờ em vui lòng tác hợp cho con đi Quyên. Không, không thể được. Gì ạ? Tụi nó không thể là vợ chồng được. Hạnh, con hãy theo má rời khỏi nơi đây. Đi con, đi Quyên. Em còn giận chị sao Quyên? Quyên ơi, lỗi của chị ngày xưa, chị xin em hãy bỏ qua tất cả, mà tác hợp cho đôi trẻ được nên giờ nên chồng. Hồn son trẻ được yên vui. Lỗi ngày xưa anh Trí đã gây ra, chỉ xin em hãy thương tình mà thương lùi. Chị không nghĩ gì đến môn đăng hộ đối, chị nhận hắn là dấu già coi như con ruột của mình. Không, tôi không phiền giận ai hết, nhưng tôi không thể để con tôi ở lại đây được. Hạnh, hãy đi theo mẹ, đi con. Quyên, em hãy cho anh biết lý do gì mà em phản đối cuộc hôn nhân thằng Chính với con Hạnh chứ. Tại sao vậy Quyên? Tại vì sao chứ? Tại vì con Hạnh nó là giọt máu rơi của anh Trí. Trời ơi, thì sao con Hạnh nó là mẹ Thảo Thanh.
sao mà tất cả nơi đây đều sửng sốt vậy má? Con với anh Vinh, con với thằng Vinh là anh em một cha khác mẹ. Trời ơi, bao đớn đau sầu thà đau thương đến trong lòng trầm, niềm vui đang chứa chan trong lòng thì sầu chua gai tay tê trào dâng. Trời ơi, đây là sự thật hay là cơn ác mộng? Một mối tình từ lâu tôi ấp ôm làm lẽ, sống nay lại là đứa em cốt nhục thâm tình. Giống bão ơi nổi lên đi quỷ diệt một bóng hình, để tôi khỏi tuổi thẹn nhìn lại đứa em chung dòng máu mà tôi đã ngọt ngào tốt tiếng yêu. Trời ơi, em của tôi mà tôi ôm ấp yêu thương, cha gây lầm lỗi đi giờ hãy con nhận lành. Lưới trời phổ dân làm sao tôi lẩn tránh, mẹ ơi xin mẹ tha thứ tội tình. Mẹ, mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ? Anh chết rồi. Anh Vinh, anh Vinh, đừng, đừng ai gọi tên tôi nữa, đừng ai gọi tên tôi nữa. Anh Vinh, anh Vinh đang chạy đi đâu vậy? Cô có bé nào làm sao để sống nổi, Vinh ơi? Mà ơi, con không thể nào sống nổi, con lại ba má tha tội cho con. Anh con. Quà đi, đừng có đâm đầu vô đây mà hại người ta đó. Vinh con. Mà buồn con sao vậy? Con muốn chết mà. Con Vinh, muốn chết mà. Vinh ơi. Vinh, con chết con giải quyết được cái gì chứ? Mẹ con đã khổ vì cha con nhiều rồi chưa đủ hay sao? Bây giờ đến lượt con muốn làm khổ mẹ con nữa chứ. Mẹ ơi, xin mẹ tha lỗi cho con. Vinh con. Lỗi lầm này là do cha mẹ con trước kia gây ra, chứ hai con chưa vượt khỏi dòng lễ giáo kia mà. Mẹ con đây, anh con đó, còn có cả ba nữa. 20 năm nuôi dưỡng con chưa đền đáp, bây giờ con vội bỏ đi, bỏ tất cả sống con. Ba, mẹ, Hạnh con. Hạnh, bình tĩnh đi em. Chính anh cũng có ý nghĩ nông cạn như em, nhưng nếu chúng ta chết đi thì người đời sẽ cho là anh em chúng ta đã vượt qua khỏi dòng lễ giáo đó, em biết không? Hạnh con, anh con nó nói đúng đó con. Chị Thanh, Quyên em, anh Khánh, bây giờ thì tất cả đã được yên xuôi rồi. Từ trước đến nay đều có công ơn của anh cả đó anh Khánh à. Muốn trả ơn anh phải không?
Vậy tất cả hãy cười lên đi, cười lên đó. Đó, vậy phải vui không? Nè, sẵn bữa tiệc đính hôn hôm nay á nghe, anh sẽ biến nó thành buổi tiệc đoàn tụ của một đại gia đình đó. Anh Khánh, anh quả là một người đáng kính.